Cảm ơn bà nha. Lần nào tôi làm gì cũng có bà phụ hết trơn. Mày đặt cảm ơn nữa. Chứ ông khéo tay quá mà. Để ông làm á, chắc nguyên cái xe nước của ông banh chành luôn quá. Con nhìn ba nè, tấm gương là ba đây nè. Đó, không học đến nơi đến chốn. Suốt cuộc đời cắm mặt dưới đất đi đi làm, để cài bừa. Có người ta thiếu thốn ha, vậy mà cũng ráng học cho thành tài. Còn con mình lo đủ thứ hết trơn hết trội, vậy bỏ học ngang xương là sao? Giờ mình bày đặt mình định khởi nghiệp nữa hả? Chuyện con với Hùng sao rồi? Dạ, tụi con bình thường, vẫn gặp rồi đi chơi ba. Vậy á, thì đi chơi nhiều hơn nữa đi. Ba đang muốn biết xem á, ba đang cần cái gì. Tìm hiểu càng nhiều càng tốt cho ba. Hay là nó không có thích con, cho nên nó không có tin tưởng để mà tiết lộ bí mật cho con biết. Nó thích con lắm, mẹ yên tâm. Bây giờ tụi con thân với nhau hơn rồi. Yeah. Khoác ba lô vào đến nơi xô bồ ta vô lo. Bạn thì có gì, tôi chẳng có gì ngoài giấc mơ to. Nhìn bầu trời đầy sao, từ tòa nhà cao tầng ta mang bao nhiêu hoài bão. Để thấy tuổi trẻ này đáng giá ra sao. Nơi phố thị xa hoa cho tôi gặp người. Quả ngọt cháy đắng nước mắt nụ cười. Lần đầu thật lắm thắc mắc và mình cũng chẳng biết chắc. Lòng sẽ thật đau khi mất một người như thế.